Áo dài ngày nay không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội hay những sự kiện quan trọng mà tà áo dài còn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày gắn với những sinh hoạt đời thường như đi học. Bình thường hóa tà áo dài là phương châm mà hiện nay được nhiều bạn trẻ thực hiện. Bạn Nguyễn Minh Tiến, sinh viên năm tư khoa văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn chọn tà áo dài là trang phục đi học hàng ngày của mình. Mình thấy áo dài nó có một vài cái sự tiện dụng nhất định, và như vậy thì với mình mọi thứ nó khá là mình vẫn xem việc bận áo dài đi học nó giống như việc là mình bận những cái loại trang phục khác. Mình sẽ bình thường những cái vấn đề đó và mình sẽ xem như là mình sẽ đối xử với nó một cách như những loại trang phục khác khi mà mình đi học. Và như vậy thì nó giúp cho mình cảm thấy là nó gần gũi hơn với mình. Tiến chia sẻ thêm, thời gian đầu khi diện trang phục đến trường vì chưa quen với phần tà áo nên gặp khó khăn trong quá trình di chuyển. Thế nhưng khi đã quen rồi thì áo dài cũng thích nghi với nhiều hoạt động như những loại trang phục khác. Không chỉ có Tiến, áo dài cũng là sở thích của nhiều sinh viên khác. Bùi Khánh Minh, sinh viên năm 2 trường Đại học Fulbright Việt Nam, thường xuyên chọn tà áo dài là trang phục đến trường của mình thay vì những trang phục thời hiện đại ngày nay. Khi mình thấy áo dài rất là dễ mặc nên có những ngày nào mà mình cảm thấy muốn bản thân trông đặc biệt hơn một chút thì sẽ mặc áo dài. Bạn bè mình thì luôn luôn thấy ngạc nhiên khi mà mình mặc áo dài đến trường, hay là hỏi là hôm nay có gì đặc biệt gì thế. Mình chỉ muốn bình thường hóa tà áo dài thôi. Trang phục áo dài các bạn chọn đến giảng đường hàng ngày đã ngầm gửi một thông điệp: đừng tạo khoảng cách quá lớn với trang phục truyền thống, hãy bình thường hóa và xem đó như một phần trong cuộc sống của bạn. Vì như thế sẽ tạo được sự gần gũi và ứng dụng nhiều hơn.